đình. Cha tôi trở thành một thầy giáo. Cha, thầy giáo nghèo trở thành trong bom đạn. Khi tổ quốc cần, người thầy ấy tự biết biến mình thành ngọn lửa, gác lại bút nghiên, rời xa bục giảng, mang theo cái chữ ra thẳng chiến trường. Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ, nghe âm vang.